Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tấn Hoài hay Trịnh Đức Tâm đều đã có được một màn trình diễn tốt tại chặng đua thứ tư, chặng đua cá nhân tính giờ vừa qua. Tuy nhiên thì người xuất sắc nhất là một cái tên không còn xa lạ, Loic Desriac, một gương mặt quen thuộc của các kỳ VTV Cup đã qua. Đây là khoảnh khắc Loic Desriac được đồng đội thông báo kết quả sau chặng đua tính giờ cá nhân, một khoảnh khắc mang tới cảm giác đầy hồi hộp. Tôi biết đây là một chặng đua rất quan trọng với cá nhân mình, bởi đây chính là cơ hội để tôi có thể vượt lên. Lúc đó mọi thứ thật lẫn lộn vì các đối thủ còn chưa thi đấu xong. Thực sự rất hồi hộp. Sự hồi hộp và chờ đợi của Loic đã được đền đáp xứng đáng. Thành tích 10 phút 38 giây 12 giúp cho anh lần thứ 3 liên tiếp về nhất chặng tính giờ cá nhân tại VTV Cup, đồng thời cũng đưa anh từ vị trí thứ 22 lên xé chiếc áo vàng của Jordan Parra, một cuộc đổi ngôi đầy ngoạn mục. Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Thật khó diễn tả cảm xúc trong thời điểm như thế này. Đây sẽ là tiền đề để tôi và toàn đội hướng tới một giải đấu thành công. Năm 2017, Loic Desriac từng nắm giữ cơ hội rất lớn để giành áo vàng trước khi tai nạn hỏng xe ở đèo Khánh Lê. Chính bởi thế, cuộc đổi ngôi ấn tượng ở chặng 4 năm nay đang trở thành tiền đề giúp Loic hướng tới danh hiệu cao quý nhất tại VTV Cup. Giải đấu còn rất dài. Những chặng đua sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới ngôi cao nhất. Chắc chắn là như vậy. 4 năm tham dự giải đấu, khẳng định mình ở ngôi vị số 1 nội dung cá nhân tính giờ, một danh hiệu cá nhân chung cuộc sẽ là phần thưởng xứng đáng với Loic Desriac, gương mặt gắn liền với giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen.